bộ này thì đồ dừa cũng có, thành ra đúng rồi. Em bé là bịch cho giới à. Kênh chợ đầu mối Hóc Môn xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả. Kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình sẽ cập nhật cái giá rau cải tại chợ bán của vợ chồng anh Minh nha quý vị. Cái cải ngọc này là nhiêu ký anh Minh? Còn 8.000. 8.000. Cải ngọc thiệt là đẹp ghê, 8.000 ký quý vị. Anh đang sắp là 8.000 một ký cải ngọc. Bớt mượt luôn nha quý vị. Mà cây lại lớn, non, đẹp mà rẻ. Cải ngọc đoạn này là kẻ và cải bề trắng dúng nha. Ừ, cải bề trắng dúng. Cải bề trắng dúng là nhiêu ký anh Minh? Cải bề trắng dúng có 10.000 quý vị. Bây giờ là 12:20. 12:20. Bây giờ là lọt qua ngày 25 Tết. Bán rất là nhiều luôn quý vị. Cái ngọc này nói gì xào thôi hết sảy luôn. Cái ngọc, cải bẻ trắng dúng. Ở đây đặc biệt anh có cái món rau bùn ngót trường. Nhìn thấy lá không? Nhìn thấy lá không? Cái cọng nó không có. Này bó, biết này bó nhiều biết. Anh là vợ chồng anh bó. Nó bó nha quý vị. Cải trời ơi, có bà chủ ngồi tuốt đây. Bó hẹ quý vị. Hẹ bán nhiêu bó hả? 8.000. 8.000 nửa ký. Cải thì nhiêu bà chủ? Cái thì 10.000, còn cái này nhiêu bó? 4.000 bó. Này 4.000 bó cái gì? Cái thì 8.000 ký. Cái bề xanh nó nhiêu ký? Cái bề xanh 12.000. Nghe 8.000. Lá quế. Lá quế bỏ 8.000. Mồng tơi bỏ nhiêu? Mồng tơi bán ký quý vị, mồng tơi 10.000 ký. Rau lan bỏ nhiêu ạ? Rau lan bỏ 5.000. Đến đây ăn bán trái cây nè. Hẹ quý vị, hẹ bó. Một bó về 8.000 là nửa ký. Rau lan. Rau ra lan 5.000 bó.
năm lúc này năm bán lụ phải đặt bà năm lụ mới được, bà năm lụ thôi lụ thôi. Giá rau cả như vậy đó quý vị, 8.000-10.000 ký à. Hè 8.000 bó vậy là ký có 16.000. Hè đẹp bà năm lụ luôn anh, bà năm lụ, bà chủ nhà bán lụ đặt bà năm lụ. Cái này á bịch cũng bắt đầu bịch chánh hả anh Minh? Đầu bình chánh, đầu bình chánh quý vị. Ở đây hai chào mình chuyên môn bán đầu bình chánh. Ở đây đầu Trung Quốc được quay. Tao cửa. Món Việt Nam ở Trung Quốc không à? Tao cửa. Đây là Trung Quốc. Bên kia là anh Nam chơi tao cửa. Đầu của vợ chồng anh Minh bán rất là đặc biệt luôn, có không có cái cây nó nhỏ nha, lá không à. Cái bông cây vuông nữa hả? À hết bông cây vuông. Ê đại nói cái này nhiêu bà chủ? 8.000 một bó nửa ký hả? Trời lá không nha quý vị. Đầu bịch chánh lá không à, chứ nó không có cái cọng. Sao vô quán vợ ràng đâu có thấy cái cây nhỏ, thấy cây bự không? 8.000 nửa ký lá quế, nhìn thấy lá không? Còn một tên này là 10.000 ký. Ông ấy nói đầu bình chánh tôi thấy để ý. Nó cũng có cái hay. Đầu bình chánh đó có gì? Lá nó nhiều. Kể cả bùn ngót này cũng vậy. 4.000 một bó. Nhìn thấy lá không à? Nhìn thấy lá không à? Không thấy cái cọng. Nó nhuyễn là lá không? Xem có lơ chứ, lơ lại từ chỗ nào cho vô chứ. Dễ chạy vô chứ, đúng rồi, chạy vô chứ. Chạy xe phải có lơ đó, lơ làm lẹ lên coi. Trời được rồi đó. Chọn vô được rồi đó. Cái thì quý vị, cái thì cột là vậy. Đây thằng đây. Ủa đây bà nè. Hè. Rất là đẹp luôn quý vị. Hè. Rất là đẹp luôn quý vị. Phương một tặng một. Nghe là đây. nghe là bà Năm đi rồi cái là có cái nhà ở lắm. Phương một và tặng một có nhà ở lắm. Hai mươi lăm Tết rồi. Bắt đầu qua 25 Tết. Cái thì quý vị. Cái thì bó là vậy. 10.000 đồng ký hả? Cái thì 10.000 đồng ký. Cứ bó chùm là ship ngay ngắn bó là vậy quý vị, chứ không có phải là theo ký gì. Ưng bó nào đeo lên cân bó đó ha, cân được nhiều tính nhiều. Cái thì
còn nhẹ phải lựa ra vậy chứ có gì chỉ bài ra với bãi chiến trường nè đó, như bãi chiến trường rẻ quá, đồ rẻ quá bán không ngon. Cái đồ này cũng chưa có biến động, chưa có lên vẫn Tết mà đồ vẫn chưa lên nha quý vị. Rau cải vẫn chưa lên, nay là bắt đầu bước qua 25 Tết rồi. Như là giờ này tính như là 12 rưỡi 1 giờ sáng của ngày 25 Tết đi. Này là chợ 25 Tết. Đêm mai là kêu chợ 26 Tết mà 25 Tết mà rau cải là giá vậy cũng rẻ, chưa có biến động. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye. Quay á, mới mua về á.